Vừa chưa? Rồi chào bà con cô bác nghe. Bữa nay thì cũng có mấy đứa em nó ở xa, nó ở tới Bấn Chớp á, Chớp là chùa Thâm Chô đó, cũng gần tới Tân Thành rồi đó. Thì lên đây bây giờ thợ xương cũng không có cái gì để thợ xương đi chợ Vĩnh Thơm mới mua nè, mua bún này kia nọ, lại nó bún mắm là bún nước lèo ở bên Sóc Trăng đó, rồi đãi mấy đứa em đó. Thì đãi cho mấy đứa em thì mấy đứa em nó cũng mên mình này kia nọ, nó lên nó thăm mình đó, vui vẻ nè đó mấy đứa em đó, lên đây đó bà con vui Lên lắm. đầu tiên luôn Lên đầu tiên đủ luôn, tới đủ đầu tiên luôn. Mạnh cái tóc nghe quá. Bớt đi, bớt đủ, đủ mạnh vô. Ngọt, đủ cái lăng. Chơi nè liền cấm. Bớt. Nói cầm chơi anh. Chơi ở lộn thấy. Cá không ghê nha. Mình nó giỡn. Cá không đó. Cá không đó. Cô có thể là cho biết tên từng người. Từng người giới thiệu. Lý Xem. Cái này Lý Xem. Thanh Phương. Còn cái này Nhi. Nhi. Rồi mình đi tới đi mua tiếc. Chỗ luôn ư. Cái đó là con gì? Con gì? Con gì ở sao? Hương. Con Hương. Ơi con Hương. Con Hương nữa. Con Hương Bạc Liêu. Hương Bạc Liêu á. Hương ơi Bạc Liêu á. Đương nấu nước lèo á. Em thì Thanh Sơn thì thị sản Anh Năm. Xã Nga Năm á. Thị xã Nga Năm. Nhiều lắm. Chơi từ chùa từ hồi tối tới giờ. Đúng rồi đó. Thì đó từ từ để cho em Út nó giới thiệu đi. Đó, ở đâu đó. Chứ nhầm khi Sương giới thiệu thì ta không tính tình, nó tưởng là nó dốc đủ chơi. Đó, để từ mấy đứa em nó giới thiệu anh đi. Giới thiệu em ông nghe duyên nào mà cô biết đến mấy đứa em này. Mấy đứa em nó lên đủ đi mình chơi. Chạy cho tao. Đi sơ chuyển. Thì mấy đứa em nó đi sà mạ đó, rồi gặp nó mến á, rồi nó qua đây luôn không gì. Rồi nó qua đây chơi. Nó qua đây nó chơi thì em Út á nó thấy mình vậy rồi nó mến mình rồi giờ nó thương mình á thì rồi kệ. Em Út là thì vậy là mình cũng đủ chơi luôn. Bà rồi em giới thiệu đi con, con giới thiệu đi con. Đủ giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Hello. Giới thiệu đi. Rồi anh ơi được duyên nào mà được quen biết với cô Sương vậy? Hồi đó thì em coi trong YouTube á, rồi thấy bà rồi mến. Rồi mến mến với Sương nè, rồi kiên dạng lấy cho nhiều lắm. Cái này thằng nghiệp lễ kết sa ma ở chùa Chùa Bích Cửu đó. Rồi xuống xuống thăm viếng chùa. Rồi thứ thứ hai thì xuống tìm hiểu nhà chị Sương. Rồi mới gặp chị Sương rồi xuống đầu tiên thôi. Đầu tiên thôi đó. Thì thôi nè. Đó. Qua nhà của cô Sương lần đầu tiên. Đủ thêm xuống Sương 3 lần. Lần đầu tiên như vậy đó, cô tiếp đón như vậy đó, có chỗ ở, có chỗ ăn rồi này kia cho ngủ cảm nữa. Ơn nhiều. Thì giờ anh có thấy vui không? Cũng vui rồi. Cảm ơn. Nhà chị Sương cũng hơi chặt chội mà lòng của bả thì cũng vui vẻ. Sấy tiếng tiếp tiếp giếng tiếp đừng cha đừng cha sấy mấy chữ em á cái đừng cha nó khổ mới bị vô. Bây giờ bữa nay thấy chị Sương đi chợ rồi dắt nó chơi mấy thô rau rồi với bún gì nó uống nước lèo. Nước lèo thuốc chăn đó, bà hóc thuốc chăn đó, mắm thuốc chăn đó. Rồi có từng thử cô Sương nấu chưa? Chưa, đầu tiên thôi, mới mở màn đầu tiên thôi. Là em ở thị xã Nga Năm, tỉnh Sóc Trăng. Bay hả ôn? Bay lẹ, bay lẹ. Bay hả bay? 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 Bay lẹ còn ở đi mình chăng anh nhé. Chăng anh này nó mình chăng anh á. Muốn cho mình chua thôi. Bột. Cầm mắt. Ngọt đi. Ngọt quá thì ngọt. Ê! Anh hỏi kìa. Em trai kia gì mình xé bún đó. Ai mình rửa chưa? Đúng rồi. Rửa rồi nha. Sạch sẽ không nghe. Rửa không, không có rửa xi bông nha. Chết mẹ rồi, rửa chanh đi. Bao vô. Ăn từ bảy bẩn. Bao tay đâu? Comment ta cắt comment. Bao cao su đó. Bao cao su nào. Mẹ này sao mùi mà. Mẹ đi. Bao cao su mà lô kìa. Chơi mà chơi lốp. Mẹ bao cao su sao mùi. Ba ba vô luôn á. Chơi mà hôn. Chơi mà hôn xem đi. Xem mới chơi nhóc, xem mới chơi mà, chơi mà. Ban rồi, ban rồi, ban rồi. Cô Sương. Ừ, cô Sương chịu rồi. Ừ. Ê. Có hử ở đây giờ té này. Giới thiệu coi. Chơi mà, chơi lại trển. Ờ lỡ ông mà cô lên.
Quả cho là đây. Cái này ăn bún mắm nè, cái này là bắp lòn. Cái này bắp chuối, rau muống, rồi hơi đầy đủ vậy nè. Rồi bịt giá, hẹ, rồi này rau thơm, đó. Để mình ăn. Đủ 4 bún ớt. Bún này 5 kg. 5 kg nhiều quá. Mấy 5 kg nhiều. Ăn cũng nhiều người. Nó chất quá. Nhiều người á, ăn nhiều người. Trời ơi. Cô Sương lại đây thì cô Sương có thấy buồn gì không? Vui. Vui lắm. Sợ. Thấy không có gì mà buồn hết trơn, nó vui vẻ. Như em út con cháu lên đủ mình vui. Chị em vui vẻ. Thì chị em lên đây thì nó lên thăm mình vui lắm. Không có gì mà mình để buồn hết trơn. Vậy sao? Vui. Vui. Thì cái miệng thì quen rồi, ưa chửi gì đó. Chửi gì đó mà chửi nhưng mà thương em út lắm. Đúng rồi. Cái miệng quen. Miệng quen rồi. Cái miệng gì đó mới đủ rồi. Cái miệng gì mới loại bỏ từ chùa bích lên thì hơn. Hay quá. Hay quá. Hôm sao vậy? Sao nó ngầu tròn. Về kìa nó đi chơi trai rồi bỏ mình rồi. Nó chơi bao cao su. Bao cao su. Nó đi chơi rồi nó bỏ, giận quá không có đợi nó nữa. Bỏ rồi về, bỏ rồi về xuống lại bỏ mấy em này luôn. Rồi về bắt đầu tới đây gặp mấy thằng BD. Gặp mấy đứa nó nè. Hồi đấy, hồi tối có duyên mới gặp đó. Xe hư. Thì ghê rồi. Xe hư. Xe hư luôn. Xe hư. Loại bỏ thế. Loại bỏ chứ luôn. Hàng gạo, chi. Gạo mình mua nhiều quá ăn hết không cô? Trời, gạo nhiều mới ngon. Mình bún mắm cho heo ăn luôn. Mà heo ní. Heo á. Mày heo không? Heo nè. Rồi mình cắt đủ đi. Tới ơi. Cái tới ơi. Mày diễm hương mày coi tụi khoai nhá. Mì dục lấy. Mì diễm hương á. Tại là chung anh. Diễm hương. Sao đó tân lỡ cầm chú nôm đắt anh chơi với mày. Mì dục lấy. Không, có này mới vui. Quýt. Thưa đàng hoàng á. Nè. Dặn cho tụi năm mới nha. Thầy mới đang đi đây thì vô từ cọt mò đi. Vô nè, dính dơ giờ nè. Bóng quên. Bụng á. Chơi mà. Vô ngủ chặt anh chơi nha. Vô đẹp lớn mà anh chơi. Chơi đây là chơi. Chơi mà đẹp lớn. Chơi hổ. Chơi hỏi nha. Hai thái làng quang mọi sạc lắm chị. Vô mì cái mì cọt á. Mà cái đây gì nó ok liền nó chọc mọi. Xin xí ấy nè. Xí lắm. Ở chục xí. Nó ăn tiếng nông chóc kìa, tiếng như anh mà bọc nó ăn toàn xí nó lớn. Nó mở ra. Đúng, đó, con ta đụng cái coi. Lấy ra cho hết tội lắm đó nghe. Tội lắm á, vô chị hết. Nà điện á. Nà chơi lắm. Điện thoại của ai kìa. Đây coi coi. Mơ mơ. Điện thoại của ai. Chuyện mơ à, nà chơi như này chơi mơ xuống. Nó con ai trời trốn á. Tuy mai bật con ai. Đưa lại tài xe thì nó ca điện mạnh á. Thì cũng lên vui để thăm. Trời, ai không biết thấy thợ xương đeo dễ cho quá trời, ba cái chân diện này mà đi sờ mạ chơi đó. Để đeo vậy đó. Đã không ạ? Ba luôn nè. Ba lắm. Ba bốn. Thôi chơi nè. Thơm mắm hóc. Chơi nè, chơi bà hóc. Thơm ơi. Thơm ơi. Thơm sợi mày. Mày thơm mà vô bảy nạp. Có hẹn ơi, anh chua tam có hẹn đấy. Thơm sóc sợi bãi. Thơm ơi. Thơm mà teo con lên. Thơm mà teo nhầm lên, thơm ơi. Sốc sợ bãi, phải chơi hơi á. Mớ nó xin. Chơi nè lên. Tôi chụp đá nhưng chơi non sợ bãi. Một năm ổn. Thì bồn bồn mà lên nó nè. Bồn bồn mà lên ngày nó ra tức lọ nó chọc ơi kìa chơi lên. Á, ní. Nó. Hàng xưa thay, bỏ tay anh xưa, bỏ tay anh hoặc nè. Chơi nè lên câu. Hồi xí cỏ mình thấm lo nè. Mẹ pinh nâng. Mẹ pinh nâng. Mẹ pinh nâng. Có pinh. Mẹ cái đó mà kìa. Nó. Bắt tầm nặng tầm nổi. Bắt quần bầu kết á. Nè, khách bắt quần bầu khách cái cháp chơi á. Con phơ bay lẹ ơi. Con phơ bay lẹ nè. Bay lại rồi. Lập bia không? Đờ rồi. Chơi kê tí nâng. Chơi kê. Hả? Mình này. Dây cọt mới nè. Dây mình mở dây cọt ngọt hay. Anh không dễ tiếng gì đi đa bình nút. Khi không dây cọt ngọt nè. Khi đọc bay lỡ. Tóc sợ bãi nó hốt lẻ đó. Tóc sợ bãi tao, thao cái tóc sợ bãi lên. Nè,
tao sma thăm chớ chuốp tiếc á. Mày em ngày mới tiền clip thảo em tiền thăm chú cả. Thăm chú đúng trăm 27 ấy đó. 27 trăm ngày lễ tay tay luôn. Chết tay luôn. Ok. Thì hồi cái này nghe ban cái này ngon. Ừ. Tôi mai xuống mai xuống đi. Nhẹ chạy qua đây. Đi đây. Ấy ấy. Tính vậy đặt. Số hàng tính ấy đấy. Chơi mà. Nên đây cái thơ na thơ cái thơ nó chọc cái hộp nè, cái thơ nó chọc nè. Buông nước lèo. Thơ tức lạ. Chơi khi nào. Thơ nó chọc tức lạ, không ai đấy tại tọt hay kè hay mở khay nó xài chuột khoai. Mồ chơi xài chuột khoai ơi. Cho mắm đừng bọt bơ mới chơi cái nè nũng. Chơi cái nè liền. Nè, đem ra bữa. Hả? Đó, chơi cái nè liền. Cái này đậu bỏ, đậu qua bên kia. À dạng. Đưa đi, bỏ vô bịch đàng hoàng. Bỏ vô bịch đàng hoàng. Bên kia đủ rồi. Bà Năm Hải. Bà Năm Hải nè. Ê, bà. Chơi mẹ sắc chơi ngọt á. Hay nã đẹp đỏ. Nếu tốt cho bạn luôn mình sẽ ngay chơi nè đi. Chơi 56 ông bạn lại cũng vậy là có vui anh phèm lại. Đi, quạt bàn kế đi. 56. 56 thì bây giờ là chơi đi. Vô ở luôn. Vô ở luôn. Lê của anh thôi. Hay hụt cái này. Chơi anh bạn. Lê bố anh hỏi Lê của anh xin mất. Chơi 56. Không em mà lô ná chê trời mai bay giúp bay ngáy mình thôi chọc không. Ừ. Tinh đâu? Tinh đâu? Vô sạch chứ. Nè giúp này chơi. Nè giúp cái này chọc đi. Mày dân vô đi. Cái con ná sạch lấy. Tôi chơi kê. Người. Thưa con ná. Tôi chơi vậy. Nó tôi chơi vậy. Sọc ná. Sọc chơi ra sọc tích. Dùng điện mấy. Alo. Xin mấy hô. Alo. Chơi mà hô. Yeah, yeah, yeah. Thảo Sương. Nó tập bia lạc chơi môi đó. Nó tập bia lạc đấy. Chơi môi. Oh, chơi môi. Chơi môi. Môi tao. Chết. Chơi mà hôn. Dôm. Vô chơi mà hôn. Dôm á. Dôm á. Nè. Bia lạc á. Chơi mà hôn. Chơi mà hôn. Nói à cọt á. Sai. À cọt. Ngồi chỗ ăn con thì thuốc đổ. Coi tàu hộp á, hộp nó hiện ăn buổi. Đi buổi. Alo. À giữ, hãy hự bọc muốn cho lên chơi mua tí cho á, hự bọc muốn cho lọ hắn. Đắt nửng cái ba nó mà chưa đắt để chuyện nghiệp đắt nó luôn chơi khi nè liền đó. Giúp nó bay nè coi thay. Chơi khi nè bay nè luôn. Ngắm ấy, ngắm nhưng mà một đuổi. Chơi ghê. Mình chơi ở dính. Chơi ở dính. Chơi mình cái tàu. Mình chơi gì đại. Chơi gì đại ba thôi. Dế chơi gì đại ba thôi. Chơi xương. Chơi mình xương tất. Chị đại. Chị đại. Là chị ruột của nó đó. Nắng này. Ừ. Chị ruột nó đó. Đi tuần lên. Hả? Chơi xin ra đi. Hả? Tôi nãy. Tôi xuống khăn nè. Tôi nãy. Đi khăn hả? Tao bình cảm. Tao không hẹn. Đi phẹm lên tao chơi vậy. Tao lại cho. Tao bình cảm. Cái đuổi mày nghe nâu đó. Nữa. Nó chơi nó thôi chứ. Ừ. Anh hao bệnh quả lỗi mưa lên đúng rồi. Thì chơi ngọt á. Ừ. Hết tẹt mấy con đây anh bật chết nè, quy lên anh trời nhìn thì cho biết. Ủa, cô rồi mình nấu nước bún lèo chưa cô? Thì nấu bún nước lèo đó. Đâu đây, đây. Review ai cho cách nào nấu vậy? Cho cô mà con nuôi. Con nuôi hả? Ừ. Con nuôi đẹp gái. Ừ đây. Đó con nuôi nấu đó. Con nuôi nè. Ừ, nó bún mắm đó. Bún mắm hả? Ừ. Biết nấu chưa? Biết nấu đó, biết đủ luôn. Ơ lại mâm cục lên đựng nè. À mâm cho vậy nè. Ờ làm gì á người đẹp. Đó. Em nấu bún mắm. Mắm bún mắm bấm bún à. Mắm còn chạy mình tê rồi ơi. Mâm cục đi. Cục mà chúng ba nè. Cục nữa. Cục thanh cục mâm xong thì tiến ra mâm. Mâm ơi sao đây mâm. Thì con của cô Sương tên gì vậy? Đẹp gái vậy? Tên gì má con tên gì vậy? Diễm Hương. Diễm gì? Diễm Hương đủ. Mâm tè. Thơm cái gì? Tè. Rồi, cái đồ mâm chú Đốc nè. Rồi, ôi, mâm cái linh rồi. Bỏ nhiều quá, nó mặn hay sao? Không, vừa.
Em nấu là dừa không có mặn. Nấu bún nước lèo có bỏ dừa vô không? Bỏ lòn vô rồi. Muốn bỏ dừa vô có dừa mình không có nước dừa ha. Mới ngon. Ngon chơi mẹ ngốc. Ê nè tao nít tin với. Đi mua nước dừa rồi mới thịt heo với tao đủ nữa kìa. Tao dặn người ta rồi nè đem đi rảnh rửa dùm đi. Ừ nè bột ngọt rồi nghe. Để vô phải múc cái đó. Ơi đường rồi đó chứ đủ. Rồi vậy là nấu nước xong rồi phải không? Ừ. Rồi bên kia thì mình nấu bún nước lèo với cái gì cô? Đi nghe. Ra muốn đủ đừng. Ra muốn bắp chuối. À. Rồi hẹ giá rồi giờ thôi rau gác mình ăn nó chứ theo đăng lại còn thiêu. Đó, ừ. Còn thiêu gì biết không? Như là nó bún nước lèo nè, bây giờ cá lóc nè. Cá lóc đựng đủ cá lóc hen. Với mực. Rồi tép. Bây giờ có thịt heo quay nữa, hồi đi mua nè, mua thịt heo. Với thịt heo người ta quay sẵn đó. Mua nửa ký nữa rồi vừa đặt là mình sắt, rồi để mình ăn rồi mình để vô. Rồi đủ. Rồi cái này rau còn thiếu, thiếu bóng điển điện. Rồi với bóng súng mới đủ được, mới ngon đó. Mới đủ người ta được. Nè gái. Nè. Nè bỏ vô chúng luôn được nè. Nè đủ người ta nè. Nè. Wow. Rồi làm nguyên cái nồi bún nước lèo này á và bún này kia á là tổng chi phí là hết khoảng mấy triệu? 4-6 triệu. Mấy? 4-6 triệu hả? Là hết cái 95 triệu. Ờ cũng 6-700 ngàn hả? 95 triệu. 5-600 vậy đó. 5-600 hả? Ừ. Rồi. Rồi người đẹp nói vài câu á người đẹp. Người đẹp nói vài câu á người đẹp. Gì nó, mày lần về chợ nữa nè. Về chợ nó hả? Bông xua tao ôn trời. À, người đẹp biết nấu bún nước lèo này lâu chưa? Em họ em cũng mới biết thôi. Mới biết thôi à? Dạ. Không ngon bằng ai nhưng mà ăn được. Không biết được hay không nữa, chưa thử. Dạ. Chưa thử á hả? Ờ, nấu ngon, tao ăn hết. Trời ơi, trời ơi. Rồi mình đang vớt gì lên vậy? Vớt bộ, vớt bộ. Ê! Sao mà không? Sao? Ừ. Chai đựng tế, chai oi lựa hết. Hạch mơ. Chai dê luôn. Dê nó mình chịu chai này, chai chồng 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 là lại đi. Mình làm sao ướp cái mà lại. Vô. Vô. Chị chê. Hạch nó. Thôi ơi, thôi thôi, xin nó cầm chai chắc. Thôi nào bọ. Mình xin anh nha, xin anh đi. Thiên. Người đẹp đang làm gì vậy? Em đang bầm ớt. Ồ, oh, đang bầm ớt hả? Dạ. Sắc chanh luôn, ngon quá vậy ta. Ngon nhìn ngon anh. Ngon, quá ngon luôn. Quá sắc à, tung mát luôn. Ớt này cay không? Chắc cũng cay vậy. Ăn thử không? Hả? Ăn thử chưa? Chưa, xíu mới thử. Ớt nào mà ớt chẳng cay vậy? Đúng rồi anh. Bầm ớt ha. Có mực hay nào? Có mực đấy. Tôm chùm húi. Còn mày mực đó nè, chơi xúc xắc. Mực nữa hả? Mực nữa nè. Đó, lâu lâu đi về nhà mà mày xưa cho đã chứ. Tới bến luôn. Tới bến luôn. Tới bến luôn. Rết con này luôn. Rết con này luôn. Quá đã luôn rồi. Giỏi á ta. Nhà đó. Hả? Nhà biết làm hả? Đi phục vụ nhà hàng. À. Giờ không có nhà hàng làm nữa, bây giờ về phục vụ cho mẹ Sương. Ghê vậy. Đó. Wow, vậy là hồi đó là đi phục vụ hả? Đi phục vụ cho Bình Dương. Ừ, hèn chi thấy cách làm rất là khéo ha. Lập vua luôn. lập vua luôn. Rê con này. Đó. Làm rất là kỳ xảo. Làm thuê làm mướn người ta khổ lắm. Con đụng nhau đó. Nè, các con ơi, uống la đà la đá mày úp. La đà chứ. Úp bị ơi chứ. Cái này, nè, nè, thế em mạnh mình bà nữa nè. Rồi bạn chua lại cho em nữa. Mình nó chơi xe đi. Chồng sao tôi đang cho thức lộ đâm chói. Mình tới mày đâu đây mình. Ê, cái chừng con. Ui, đậu tí. Mà nó tới mình chặt nó nôn chua lên nữa.
Không là ăn về trắng rồi. Ở đâu vậy? Đủ ở đâu vậy? Te vô, ta sẽ te si tu này. Ngày mai te si tu. Tại linh đó. Alo. Cả yếu. Anh xin gì hết đâu, mọt trở á. Kệ tôi nhắn làm đi, mình nói. Cái gì tôi nhắn đi nhắn rồi, nhắn chưa có đấy, đi được. Chẳng tham bon em được. Ôm gì? Làm đi nhớ cho em biết. Còn thằng bon bon quay. Ôm xưa. Chưa thấy hai phim này. Anh nào thi bên ấy mà hai quay. Hàng bon bon luôn. Nè. Khi bằng quay. Dương bon mới tôi quay khai. Quay gì? Không có nói là quanh tới quậy bắt bắt ông ngót nổi lắm bỏ cái này ở cái game đó bởi game chơi đó mở cái đấy dạ đi đánh game coi đi game sau lưng nè game người kẹp sát cho nó nổi ai ở đây môi môi cái thật sạch sẽ luôn đầu game này nuốt cả ba anh đây mà game đỉnh là bạn nó bảy chắc quý lần ba người cạnh tranh không ớn lộn ba người chơi chị đam ý rồi ok bán nhé rồi rồi ok cô nè xua cắt xích kem ấy xua cắt xích kem ấy xua cắt xích kem ấy cô miếng tháo để mình muốn nước cô nước kem kem cất bò cất bò đúng không Chồng chơi mà hơn. Tôi hơi nói dạng. Alo alo alo. Rồi đâu? Đâu? Nè, nhìn vô tụi chắc lòng kham tụi quay chạy. Lên chú bột chơi nè liền. Alo. Cho anh đảo. Cho anh đây. Anh ấy lướt mắt. Bước anh đi vô lệnh ca nếu anh vô ca mang cho chắc là ca xả anh đi nha thì phương điện đó là phương điện nó lan chào dịp hướng quất đặt mạch đặt mạch 110 lầu thôi nay khách nhiều quá nay khách nhiều khách từ đâu khách từ đón đòn mới đến chỗ này nha mã nghe chị bây giờ chị bạn kéo khách từ đâu đưa khách ở dưới Việt Chóp á ở bên ơi chơi nè Việt Chóp xiêm cán bị ngựa này Bạc Liêu ở Bạc Liêu ngã năm Bạc Liêu á rồi nó còn xuống nữa lồn quá xuống Bạc Lồn vậy đâu mà chú anh vậy đi đâu hello 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 cái hộp thịt mấy mày cái chơi nè ăn cho nó ăn đi ăn cho nó ăn luôn đó ăn luôn đó ai đâu vậy chị đó hôm qua đây ai chị mà ai đồ lộn mè nó nằm mỏ 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 hay giúp bữa cái bột tôi chơi nó nào hết mình giúp một bữa ăn ngon chơi nó nhỏ à, em đang là đi tour má chơi mà không cặp chiếu này sửa bao nhiêu đúng rồi đồ của em đó nó là hai đồ kia nè hai đồ của em ai mình dương gia tài khoản thôi không
cái này nè tụi em đổ vô vô nồi chưa? Thế nào? Không mua ăn cái đó mày đổ anh chê ở cái đó chưa anh tự mày đổ cái này anh đi rửa đi rửa kia lấy gỗ đó đi luôn rửa để vô trong cái gỗ mới thấy hôm qua đăng nhà chị dâu đúng rồi chị dâu ở đâu không biết nữa chắc khi thầm xưa nó đét chị dâu đi mà Sương giới thiệu tất cả các món thôi chưa bấm nước nèo đâu nào hello ơi hello ơi sai sai luôn sai cầm lại chơi giới thiệu sẽ nói cầm tức quả hỏi năm bà tôi nhá cầm lên lên chặt cầm chơi với anh mấy cầm chơi với mày tôi cầm chơi anh mày mấy lỗi mấy anh chơi đấy con bạc chết nó bố vậy cầm chơi hoài mới thì mà không nghe nè sắp sẵn cầm cầm nít cầm mỡ cho nó làm sẵn tốt tơi trong cua thì dùng lấy mày ơi đáp kéo ai cô bên bé nè cho mày cái cháy mày cái cháy mày dùng lấy mày ngóp mày ta bánh cây nè lên đẹp ai cô á nó mới có đẹp ai cô bên nhà hay chơi mày cho mày quất cho mày quất thế bôi cho mày quất mày chơi cô cho mình ta bánh chơi cố gần lên mà mì chơi cố chơi bò sữa ủa nếu mình bật bếp ga lên ơi kìa chơi ơi lại đi lên từ khi mới kìa chơi mất nó chơi ơi cầm lên lên cần giờ mau cầm lên bếp mất chơi mau lên mau hai mau chơi cái này nè điện quá dạng thầy cái này chơi cái này đó cầm chim chơi cái này chơi ba nữa à nâng chơi cái này ừ pin này các anh chơi cái này đó chơi đây anh chơi đây anh chơi không mất anh chơi đây cái đó anh bên nè liền rồi đi nữa đó chop chơi cái này lên mau 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 nè mày anh nấu đâu đâu buộc đây nè mày mày chơi hai cho mày dùng ngữ thế bấy cầm mày cầm lên cầm chơi bé anh chắp lắm mới sao nè có phải bếp ga chưa có mở ở đâu hai vậy không bấm rồi mày cầm lên cầm chơi mới chơi nha không xin anh nè xin anh à bệnh bệnh luôn tiêm máu bệnh được chưa rồi bà con cô bác lên đây dùng bún với thợ xương buổi trưa rồi nó bún mắm nè bún nước lèo cái này nè bún mắm nước lèo xúc chanh đó rồi nấu rồi đó cái đây thì mực cái đây là thịt tôm đó ở đây là cá lóc ở đây thịt heo quay nè bún đủ bún nè rau nè rau muống bắp chuối nè với hẹ giá rồi rau thơm đủ rau theo ớt cầm liên đó nè rau muống rồi nè ngon lắm bà con thì thợ xương có quay gì đó rồi đó bây giờ thợ xương mời anh em lên đây dùng với thợ xương vui vẻ buổi trưa đó dùng bún nước lèo bún mắm á ở bên xúc chăn đó nghe người thợ xương cũng cảm ơn bà con bữa, cô bác bữa nay làm gì mà cô nấu bún nhiều quá vậy cô bữa nay sao vậy nó bữa nay phải cô bác con bữa nay làm gì mà cô nấu bún nhiều quá vậy cô thì mấy đứa em ở bên Bạc Liêu Cà Mau ở Bạc Liêu lên chơi ngã năm nữa ở dưới ngã năm nó lên chơi nó đủ đứng nó lên chơi thì mình nấu ở đây nè nấu cho ăn chơi chơi hai à dạng cho mãi á cái lại nấu cho mấy đứa em ăn nè chơi nè ở đây nó chơi tới chiều chưa chưa mới nó về 2-3 giờ hả 2-3 giờ mới về 2-3 giờ chiều nè thì đủ lên rồi đây bún mắm nè em nè bún mắm nước lèo bún mắm nước lèo ở xúc chăn nè bún mắm có xả với ngải bún nghe rồi đừng rồi ở đây mực ở đây tôm ở đây canh lóc rồi ở đây là thịt heo lò thịt heo quay rồi ơi ở đây thịt heo quay đó bún nè gao ghé bún này nó nên ta nấu với lòn chế ơi cái này là còn thiếu hai một món nữa
Là hai trái dừa tươi. Để vô rồi. Nói luôn. Thì nè, mình nấu bún mắm này nè là cũng phải bỏ nước dừa vô. Đúng rồi. Hai trái dừa tươi vô nữa mới ngon. Đúng rồi. Thì thợ xương cũng rồi đó. Có như là thợ xương có bích bảo để cho bà con vậy đó. Bây giờ thợ xương mời bà con lên dùng bún với thợ xương buổi trưa. Ok. Bún mắm và bún nước lèo. Rồi thợ xương cũng chúc cho bà con vui vẻ nghe trong buổi trưa. Vui vẻ. Rồi bây giờ vui vẻ trẻ. Bây giờ em cũng già. Đó. Bây giờ em cũng thay mặt em ở thị xã Nga Năm. Tỉnh Sóc Trăng, xã Vĩnh Quế, ấp Vĩnh Thanh. Bữa nay em xuống nhà Chí Sương là đợt đầu, lần đầu thôi mới biết Chí Sương. Rồi bữa nay Chí Sương làm bún nước lèo, bún nước lèo mắm bà hốc phải không? Mắm bà hốc. Rồi năm bà hốc rồi có trái cây nè, có thịt heo quay nè, thịt lòn nè. Xuống đi Chí Sương cũng đẩy nhiệt tình lắm. Đó Chí Sương nói nghèo chứ cũng đi kia tao đây đâu rồi mà sống cho khỏe. Nghèo không khỏe vẻ nhịp sống khỏe. Đúng rồi, nghèo gì quên nữa, nó giữa cái lòn bự lắm nè. Nghèo cho sạch mà gách cho thơm. Đúng rồi đó, thương lắm, cưng của chị của em thương lắm nè. Chứ đủ dư thương lắm á. Không biết đừng rồi à, mời các con, các em, các chị, các anh thì dùm đủ lộn thôi. À dạ, mới dạch mấy. Lên đây dùm bún buổi trưa với chị Sương đi. Đó. Nè, nè, bây giờ nè, có một chảnh ớt, dĩa ớt, ớt, ớt nè, dĩa chanh ớt nè, rồi ok ha. Ớt nữa là lòn nè. Với cái này thịt cá lóc, với cái này tôm với mực, với cái này thịt heo quay nè. Đó, đây là có... Muối ớt. Ăn đi. Muối ớt ăn. Tây. Muối ớt là chấm chấm cái mặn. Không, ăn bún mắm luôn. Bún mắm luôn. Đó, ở đây là rau nè, đủ thứ cái rau nha. Rau bún. Rau muống, bún chuối, rau thơm, giá, hẹ, hành ha. Đừng bậy rồi. Rồi bún, rồi có nước bạch xi. Có nước giải khát nữa nè, buổi trưa. Nước giá. Nước lòng. Trời ơi. Nước bậy Úc. Cola, cola. Cola. Cười cái coi. Đâu phá mày. Đừng, trời ơi, trời vậy thiệt. Trời ơi, vui mưa lên. Nay cầm lên phải lễ. Cầm lên phải lễ. Ê, đảo là ngọt á. Anh ta cầm áo cầm. Cô thợ xương đã làm gì vậy? Gắn nước lèo. Trang cho ai vậy? Trang cho em Út mình nè, cho nè. Đây em Út đâu em biết được không đó, con cháu em Út đâu nè. Wow, trời ơi, heo quay là một đây, con. Rồi đây đủ người ta chết. Chết. Đây rồi đủ ta, để rau thơm lên trên. Rồi, cảm ơn. Chụp thương em lắm hả? Thì em tên gì vậy? Cô. Này, cái gì? Em đây tên gì vậy? Em tên lộn. Tên gì cô? Em này tên gì vậy? Em click tiếp. Tiền. Tiền. Tài xế anh chụp. Giang. Rồi tên Giang. Cũng ngon ha. Tôi Thảo Sương sắp cho. Mình nói là sáng giờ đợi chị Thảo Sương làm tôi muốn ăn nè. Trời ơi, nhìn nói sáng giờ luôn hả? Rồi. Ôi ôi, nhìn thấy thèm quá. Có muối tiêu. Nè, muối tiêu chanh ớt rồi nè nghe. Thiếu gì mình làm đó ha. Kệ điện qua chanh ớt. Quá trời. Quá đất. Hai người tài xế. Wow. Ủa có mực nữa hả cô Sương? Mực, thịt heo quay. Trời ơi. Đi tôm. Quá trời ơi. Bữa quay nghe mà đi rửa xe mấy bà kia đó. Ủa ông này dòng chứ nghe bữa có nhậu với Thảo Sương. Có hai thằng luôn. Ghê vậy. Nhập mật thôi, nhập khỏi mực không? Không ăn mực hả? Ăn. Thử cái kiếp thôi. Kiếp tao rồi. Kiếp đất chân đất. Chơi nè tao. Ôi ly sẽ gặp muối mất. Ôi ly sẽ gặp muối đâu mấy. Ăn thơ đi sao? Có mấy cái ly hả? Có mấy cái ly hả? Ừ. Đúng rồi, hay. Hai người ly đi cho nó tình cảm. Ly ly với kìa. Ly này ly con cọp mà. Mà chanh. Ly cách phía đá cái bao này. Ly ly thống. Hai người làm cho ăn nè. Quá trời ơi. Trời ơi, chăm sóc em Út đặc biệt vậy luôn á. 5 giờ sáng tới giờ chưa có ăn gì hết trơn. Thì Chí Sương kêu qua rồi. Ăn bún nước lèo. Qua anh chào ba mau anh chào ơi. Ôi ôi, bún nước lèo quá trời ngon luôn hả. Trời ơi, cho ớt luôn. Ơi đầy đủ. Được không, có được không? Em đâu? Được không? Dạ. Ketchup lấy mà. Em không hỏi thì thiệt đó. Sáng năm. Hả? Thăm châu. Thăm châu. Ngon ngon ngon. Ngon ngon ngon. Em mặc liêu phải không? Dạ, em mặc liêu. Mặc liêu. Rồi bây giờ mời cả nhà dùng bún nè nghe. Bún nước lèo nè, vui vẻ nè. Đây, vô. Rồi. Đi qua bên em. Khui này khui này cho anh nè. Chị chắc ngọt đó, mấy cái bự đâu.
không? Còn quá. Cá nằm không cho em mời ăn cá trà đá nè. Một nồi rồi. Xong rồi. À, cá, này, cá không thì mốc trà đá cho nó. Cho em nghe đi. Cho cái này. Đi cái chuồng em nó ra. Được. Ơi đúng rồi. Nha. Để ra đỉnh chuồng thơ đó hả? Ngon không? Ngon tay nha. Ngon kìa. Chưa ăn nữa biết ngon rồi. Nó ăn rồi một tô bây giờ ăn nữa nè. Không nghe mùi ngon á. Ngon quá em ăn. Ngon không anh? Đủ ngon ngon á. Anh ơi. Ngon. Ngon quá. Ngon ngon. Mẹ ai nấu mẹ nấu. Đủ. Không, nè, không, con tôi nấu đi. Con á. Con hả? Nè. Con nuôi hả? Ờ. Nè. Để cho con nuôi đi nấu. Tôi mệt quá. Lấy ơi, cái ly con đâu? Tôi mệt. Hương tên gì? Cái gì đổi này. Dạ em tên Hương. Hương hả? Đồ trâu. Anh ăn thử đi ngon không anh? Heo qua đường phải không? Anh, này Hương qua đây. Nãy giờ anh có dùng thử không ngon chưa, không? Chưa dùng nữa, trực tiếp cho nghe mùi, nghe mùi ngon lắm. Đầu bếp nấu đó. Đầu bếp báo là con nấu sư. Nghe mùi ngon lắm. Nóng Hương, Hương đầu châu nấu. Thôi, nói ra vậy. Nói vậy cũng được, nói Hương thôi. Nói Hương thôi. Hương cái đại chuyện. Nói Hương hello, nói Hương thôi. Trực tiếp chút nè. Cô gấp đâu nữa rồi. Gấp cho nó, vậy làm cho nó nè. À dạng á. Sim hơi sim anh kia bay. Nè nè cái. Để gạo thơm xuống một cái. Đủ gạo thơm hai cái vòng. Ố mà cô mới mời cầm sim đi đây. Trời ơi, bụng nó khỏe. Bữa nay nó không đi học hả? Nó đi học mới gì á? Đủ coi có rồi, đủ rồi. Đi học á đúng không? Đi đủ hai lần đi học rồi. Có biết chịu mà. Ờ con trả chịu. Để lại lấy cho. Ê. Vô quyền lẽ. Một chút đây. Bữa nay mấy đứa em với mấy đứa con cháu đều lên chơi, bữa nay cũng mời anh em ở xa gần lại lên đây dùng bún với thợ xương. Rồi bây giờ rồi đó, bây giờ cũng chín rồi, bây giờ thông cảm cho thợ xương, bây giờ thợ xương xin dừng chân tới đây thôi. Thì đặng thợ xương cũng dùng chứ mấy đứa em út nè với con cháu để cho vui chơi. Đó, thì thợ xương cũng chúc cho bà con vui vẻ trong buổi trưa, nghe. Đó. Lên đây dụng bún với tôi đừng đụ. Ừ. Đừng đụ tôi nha. Ừ. Lên đây dụng bún nước lèo với tôi. Đó, bún mắm á. Ừ. Rồi nhớ đăng ký kênh, rồi subscribe cho mình xin một like thôi. Đó, cảm ơn nhiều. Buổi trưa sao? Buổi trưa chúc cho buổi trưa vui vẻ nha. Cho khỏe khỏe đừng đụ. Còn ngộ thiệt hiến nghe. Đủ ba cái thôi. Buổi trưa hả? Ừ. Thôi bây giờ cô đã xương bye bye với cô chú anh chị đi. Bye bye nghe, vui vẻ nghe, ăn đủ nghe.